Trong hai ngày 16 và 17 tháng 10 trên địa bàn huyện Tuyên Hóa có mưa to đến rất to, gây ngập lũ cục bộ tại một số địa phương. Tính đến chiều ngày 17 tháng 10, tổng lượng mưa đo được tại trạm khí tượng thủy văn Đồng Tâm là 473 mm, trạm Tuyên Hóa 385 mm, trạm Mai Hóa 175 mm. Nước sông Danh đang lên, mức nước đo được tại trạm Đồng Tâm là 12,71 m, dưới mức báo động 2 0,29 m, trạm Mai Hóa 5,28 m, trên mức báo động 2 0,28 m. Hiện tại nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã bị nước lũ chia cắt, có 26 nhà dân bị ngập, trên 2.400 hộ bị cô lập, 6 người đi rừng chưa về, hai xã Thanh Hóa và Thanh Thạch bị mất điện do sự cố chưa thể xử lý được. Trong ngày hôm nay có 6 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện cho học sinh nghỉ học. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lãnh đạo huyện Tuyên Hóa, các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm ban chỉ huy phòng thủ dân sự huyện đã trực tiếp về các địa phương chỉ đạo công tác ứng phó. Huyện Tuyên Hóa đã lên phương án di dời 4.376 hộ trên 12.932 nhân khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Hiện đã di dời 101 hộ với 379 nhân khẩu, triển khai các phương tiện, lực lượng ứng cứu để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra, cắm biển cảnh báo, cắt cử người túc trực tại các vị trí xung yếu để hướng dẫn người và phương tiện đi lại đảm bảo an toàn. Nhận định tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ nước lũ tiếp tục dâng cao, lãnh đạo huyện Tuyên Hóa chỉ đạo các địa phương phải túc trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài sản, tính mạng của người dân.